Nào, chúng ta có câu minh họa đề của câu 41 đề minh họa năm 2019 chúng ta không nói năng gì nhiều nữa, chúng ta tập trung vào làm bài tập. Và các cháu nhớ comment đáp án thật mạnh mẽ vào để mà cho mình vừa tổng ôn được lý thuyết bởi vì chú biết là rất nhiều bạn là toan lý thuyết hữu cơ rồi. Đây là một cái mà rất là quan trọng dành cho các bạn và các cháu nhá. phần hữu cơ ăn Tết xong là quên quên vợi rồi, sau này còn nghỉ hai tuần này nữa. Sau này còn nghỉ hai tuần nữa. Được chưa? Sau khi mổ cá có thể dùng giấm ăn làm dạng mùi tanh chúng ta phải hiểu là cái mùi tanh của cá là do cái gì mùi tanh của cá là do các anh amin đúng không các anh amin là rn 2 thế thì amin là rn 2 này là nó có tính gì tính ba được chưa thế giấm ăn là gì giấm ăn là bắt nguồn từ axit là ch 3 COOH Được chưa? Em vào thành phố mình gặp nhau Ok Nhớ đeo khẩu trang nhá Vậy mình thấy này, có phải là rõ ràng là giấm ăn là axit thì Z 3 sẽ nó tác dụng với RnH2 đúng không? Đấy chưa? Nó tác dụng với RnH2. Đấy chưa? Vậy thì, tại vì anh Trần chưa đặt xem trước. Đấy, thế nên là khi mà hai người tác dụng với nhau thì mùi tanh sẽ bị giảm. Nên sau khi mổ cá có thể dùng giấm ăn để làm giảm mùi tanh là chính xác. À đúng dầu thực vật và dầu nhớt bôi trơn máy đều có thành phần chính là chất béo, cái này phải hỏi mấy thằng con trai, mấy thằng con trai nó hay dùng mấy cái loại dầu này mà nó biết là như thế nào. Như chúng mình vẫn dạy trên lớp thì dầu thực vật thì nó trơn hơn, còn dầu nhớt thì nó sước hơn, nó đau hơn, đúng không? Thế nên là nó không phải có thành phần chính. Dầu thực vật thì chính xác thành phần chính là chất béo, nhưng mà dầu nhớt bôi trơn máy thì là thành phần chính là các hydrocarbon mạch dài và do nó là các hydrocarbon mạch dài nên nó chỉ cùng có carbon và hydro. Còn dầu thực vật thì chất béo nên nó có carbon, hydro và oxy. Đài, nên là đều có thành phần chính là chất béo là sai, thì chưa? B sai. Hello chào cả nhà. À câu C cao su khi được lưu hóa có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn. Cái câu này thì chúng ta chính xác luôn. Ngày xưa khi mà nghiên cứu là cao su ấy, thì cao su nó rất dễ bị mài mòn. Chắc là chạy một quãng đường khoảng 1 km thì bay mất một cái lốp rồi. Chính vì vậy nên là loài người mới phải tìm ra nghiên cứu ra một cái cách đó là lưu hóa cao su. Có nghĩa là tạo thành các cái đầu, các cái cầu đi sun vua để liên kết giữa các cái mạch isoprene lại với nhau thì từ khi mà lưu hóa vậy thì có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn chính vì vậy nên là khi mà đốt những cái lốp xe chúng ta thấy có mùi khó chịu đúng chưa đó là một sản phẩm của so 2 gây ra cho chúng ta khó chịu nhức đầu đấy nhá chào nguyễn thi nga hello chào tất cả các bạn và các em các em nhớ xem video livestream lại về tường nhé vậy c đúng d khi làm trứng muối trứng muối ngâm trứng trong dung dịch nacl bão hòa thì xảy ra hiện tượng đông tụ protein chúng ta phải nhớ này trứng của chúng ta đúng không thì chúng ta có lòng trắng trứng là gì albumin đúng chưa lòng đỏ trứng gà thì các cũng là các protein bởi vì khi ngâm trong NaCl bão hòa thì xảy ra hiện tượng đông tụ protein là chính xác D đúng E thành phần chính của bông nón là cellulose thành phần chính của bông nõn là cellulose hoàn toàn chính xác luôn chính xác thành phần chính của bông nón là cellulose nó có 99% là cellulose các cháu nhớ nhé 99% là cellulose G để giảm đau nhức khi bị kiến đốt chúng ta phải hiểu là tại sao khi bị kiến đốt ta lại bị đau nhức nhá tại sao khi bị kiến đốt ta lại bị đau nhức? tại vì thế này ở bên trong đít con kiến hay ở bên trong đít con ong thì cái dung dịch mà nó uh, tiết ra khi nó cảm giác cái bị nguy hiểm đó là dung dịch uh, axit formic đây là một thằng axit axit này khi vào da chúng ta sẽ gây bị bỏng chúng ta bị bỏng axit được chưa? thế vì vậy nên là uh, để vào vết đốt để giảm đau nhức thì bôi vôi tôi vôi tôi chúng ta là gì là caoh 2 lần đúng không? vậy đây là một anh kiềm đây là một axit acid tác dụng với kiềm. Vậy là kiềm có khả năng trung hòa axit nên khiến chúng ta giảm đau nhức, được chưa? Chính xác. Vậy, là đúng. Vậy ở đây mình có này, chúng ta nhìn thấy này, với những cái đề thi minh họa cũng như đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 hay 2018 trở lại đây thì à, à, các thầy ra đề cũng như bộ giáo dục đã yêu cầu chúng ta phải có kiến thức hiểu và biết về thực tế rất là nhiều. Nên các em chú ý là song song với việc không chỉ luyện bài tập mà chúng ta còn phải đi hiểu về mặt lý thuyết nữa. Đấy chưa? Và ở đây thì chúng ta sẽ có A, C, D, E, G Mình có tổng cộng là 5 nhận định đúng Đáp án đúng là đáp án A Đấy chưa? Các cháu ơi, chúng mình rất hay bị mắt lé Thế nên là các cháu nhớ comment đáp án để mà chúng mình nhìn thấy nhỡ Chẳng may chúng mình có bị mắt lé Thì chúng mình còn nhìn rõ là chúng mình bị nhầm Chúng mình còn sửa thật nhanh nhá. Mắt của chúng mình hay bị lé lắm Nào, mình sang câu 42 Đề minh họa năm 2015 Ở trên thế giới có rất nhiều người mắc bệnh về phổi Bởi chứng nghiện thuốc lá Nguyên nhân chính là do trong khói thuốc lá có chứa chất gì? Trên thế giới nhé, rất nhiều người mắc các bệnh về phổi bởi chứng nghiện thuốc lá này. Nguyên nhân chính do trong khói thuốc lá có chứa cái gì? Có rất nhiều người bảo với chúng mình là hút thuốc lá không độc. Chúng mình thấy là hút thuốc lá khá là độc. được chưa? hút thuốc lá chia thành hai loại người, một loại là hút thuốc lá thì nó gầy đi, một loại là hút thuốc lá là nó béo đi nhưng chung quy tất cả đều bị đen phổi hết. Đấy chưa? Thế thì ở đây mình có là khói thuốc lá thì có chứa thằng nào mà gây độc đó là nicotine, được chưa? Vừa chất gây nghiện và vừa chất gây độc và kể cả thuốc lá điện tử thì cũng như vậy. Đấy chưa? Aspirin là thuốc uh, cảm đúng không? Caffeine là chất uh, gây nghiện ở bên trong cà phê còn morphine là uh, chất này là như là không nhớ nếu nhớ không nhầm là morphine như ở trong là kháng sinh à hay là thuốc ư ừ, như kháng sinh, nhớ không nhầm là vậy. Đúng rồi, ok. À chính xác luôn. Chúng ta sang tiếp câu số 43 trong đề minh họa năm 2015. Đúng rồi, A à, chính xác. Cảm ơn Minh Đào Công. À, các bạn mà đăng ký mua những quyển sách này thì có thể inbox cho chị Thanh Dịu ở phía dưới hoặc inbox ở cái link ở phía dưới nhá. À, khi mà đăng ký uh, mua cuốn sách này thì em sẽ được tặng kèm thêm một bộ video giải phun cuốn sách này do chúng mình lên live stream, được chưa? Mình sang câu 43. Ankin là những hydrocarbon không no. Ankin là những hydrocarbon không no. Ui cái này là kiểm tra lại phần kiến thức lớp 11. Đấy đứa nào mà không nhớ phần kiến thức lớp 11 là toang. Toang luôn, toang cả nải luôn. Ankin là những hydrocarbon không no. Mạch họ có công thức chung là Thế chúng ta phải nhớ lại đã Định nghĩa của Ankin là gì? Để chúng mình vừa dạy chúng ta vừa ôn lại Chúng ta vừa ôn lại kiến thức Ankin là những hydrocarbon không no Trong phân tử có chứa một liên kết 3CC Được chưa? Thế thì một liên kết 3CC này thì bao gồm một liên kết sigma và hai liên kết pi Được chưa? Nó bao gồm một liên kết sigma và hai liên kết pi Thế ở đây chúng ta lưu ý này Mọi hydrocarbon chúng ta thì đều có công thức tổng quát là CNH2N cộng 2 -2k lưu ý nhá. Chúng ta có k bằng k bằng pi cộng vòng. Do anh này là hydrocarbon mạch hở nên không có vòng. Pi chúng ta vừa tìm là 2pi. Vậy k chúng ta bằng 2. Vậy thế vào đây thì mình sẽ được là ankin chúng ta sẽ có dạng là CN H2N này cộng 2 trừ đi 2 nhân -2, 2 là trừ đi 4 vậy là CnH2n-2. -2. Được chưa? Vậy ankin của chúng ta đều có công thức tổng quát là CnH2n-2. -2. Đáp án đúng là đáp án C. Ok sang câu 44. Khả năng cao là các cháu học sinh của chú Minh là không bị dính virus corona đâu. Nhưng mà cứ ở nhà nhiều như này đến tận 16 tháng 2 mới đi học thì chúng ta sẽ bị dính virus cô đơn qua. Đấy. Bao nhiêu cháu bị dính virus cô đơn qua thì chấm cho chú mình biết xem nào. Ui dồi ôi, bao nhiêu cháu bị dính virus cô đơn qua. Nào? Câu 44. Câu 44. Nào, mình có câu 44. Câu 44. Câu 44, tên thay thế của ancol, tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3 CH2 OH là gì? Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3 CH2 OH là gì? Đấy, mình có này. À, tên thay thế nhé, lưu ý chúng ta phải lưu ý từ tên thay thế. À, nhiều bạn là chọn nhầm tên thường, đúng chưa? Bị dính 18 năm nay là chú Minh còn bị dính 28 năm rồi cơ. Cháu có gì mà kêu? Nào. Vậy mình có là anh này có một carbon, hai carbon, ba carbon. Vậy mẹ em phải đúng không? Mẹ em phải vậy anh này là propan đúng không? Vỏ pentan đi, lừa những đứa mà không biết gì đây. Uh, OH đứng ở đầu tiên về là một, về là propan, một ôn. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án à Hello chào Hoàng Thị Tú, chào Nguyễn Thúy Nga. Hello chào cả nhà. Các thanh niên lớp offline nhớ xem video livestream lại cho thầy nhá, để cho các bạn nào cùng vào xem livestream của chúng ta. Được chưa? Nào tiếp tục tiếp tục nào. Câu số 45. Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc? Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc? Mệt mỏi đấy. Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc nào các cháu? Chất nào sau đây phản ứng tráng bạc? Đố biết. Đố biết luôn. Nào, chất nào sau đây có phản ứng trắng bạc? Ta có nhá. Để điều kiện để có phản ứng trắng bạc, lưu ý này, điều kiện để có phản ứng trắng bạc. Nó là phải có yêu cầu cái gì? Nó là phải có nhóm chó. Được chưa? Bắt buộc phải có nhóm chó hoặc là có HCOOR phải một trong hai điều kiện. Vậy mình có này. Anh này không có chó, vứt. Anh này ancolinic không có. Anh này là metinamin không có, vứt. Anh này là axit acetic không có, vứt. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, anh này là anđehit acetic có cho được chưa? Chọn ngay Tiếp tục nhá, sang câu 46. Sang câu 46. Đề minh họa năm 2015. Cho dãy các dung dịch sau, số dung dịch phản ứng được với phenol. Thế muốn biết là, là những dung dịch nào có khả năng phản ứng được với phenol ấy thì chúng ta phải lưu ý một điều. Lưu ý một điều là phenol là công thức như thế nào đấy Phenol công thức của chúng ta là C6H5OH. Đúng không? Phenol công thức của nó là C6H5OH, đây là cuốn 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết, được chưa? C6H5OH. Thế thì C6H5OH có tính gì? Nó có tính axit yếu. Axit yếu. Khi mà nó có tính axit yếu thì chắc chắn nó không phản ứng với bọn axit. Thế là bỏ ngay được HCl. Thế vậy là nó sẽ phản ứng được với NaOH dung dịch kia. Đúng không? Chú ý bởi vì nó có tính axit yếu nên nó không phản ứng với NaHCO3. Chúng ta có một phản ứng chứng minh là phenol không phản ứng với NaH2, NaHCO3 đó là phản ứng mà CO2 cộng H2O cộng với lại C6H5 ONA được ghi trong sách giáo khoa lớp 11 để tạo thành C6H5OH kết tủa cộng với NaHCO3. Đây, phương trình này khiến cho chúng ta nhìn thấy là C6H5OH tồn tại trong NaHCO3 nên chúng nó không phản ứng với nhau. Và dĩ nhiên nó cũng không phản ứng với NaNO3, đúng không? Bỏ tiếp. Cuối cùng có phản ứng với Brom để tạo thành kết tủa máu trắng nhá. Vậy mình chỉ có mấy chất thôi. Đây thầy vừa nhìn thấy là bạn Minh Đào Công comment đúng này, hai chất NaOH và Br. Đáp án đúng đáp án hai chất đấy mấy cái câu để minh họa này nó rất là hay thi các cháu chú ý nhá chú ý học xe lại video livestream lại về tường và tắt tất cả các bạn vào trong video livestream được chưa nào mình tiếp sang câu 47 câu 47 một số axit như axit oxalic axit tartric gây ra vị chua trong quả xấu xanh u rồi cái quả, này thì các bạn nữ là cực kỳ thích ăn thích ăn lắm nào là xấu xanh xong xoài xanh xong cóc xanh u rồi ôi nói là phát là nước bọt chảy Nhày nhụa nào trong quá trình làm món xấu ngâm đường người ta sử dụng dung dịch nào sau đây là nào? giảm vị chua thế vị chua là gì vị chua là do axit vậy giảm vị chua giảm vị chua thì đợi là giảm nồng độ axit xuống giảm nồng độ axit xuống thì nó phải tác dụng thằng ba giờ được chưa dĩ nhiên không để cho giấm ăn là được cái này chúng ta biết thừa nó càng chua thêm thôi đúng không muối ăn thì khiến cho mặn thêm chứ chẳng có giảm độ chua phèn chua phèn chua không ăn phèn chua vào mà đi à đúng không vậy chỉ có nước vôi trong CaOH Hai lần. Dung dịch nước vui trong cho ông ta môi trường kiềm thì cho vào đây để giảm vị chua của quả xấu, được chưa? Nhưng đừng có đứa nào ăn xấu xanh thấy chua quá lại đi chấm với lại chấm với lại nước vui trong nhá, hoặc ngâm không đồ được chưa? Vậy là bỏ ngay, vậy đáp án đúng đáp án A, thầy đừng nhắc tới đồ ăn, nghỉ ở nhiều, nghỉ ở nhà nhiều khổ thế bây giờ không có đồ ăn vặt, nhỏ thật. Hello chào Vũ Hoàng Anh. Nó sang tiếp câu 48. Câu 48. Khi bị ốm, mất sức. Khi bị ốm, mất sức. Nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là thì cái chất này còn được gọi là huyết thanh ngọt nhé. Nào đi thi mà đề bài có hỏi là huyết thanh ngọt thì mình cũng phải biết. Huyết thanh ngọt. Được chưa? À, cái chất này này nó tồn tại 0,1% 0,1% trong cơ thể người. Trong cơ thể người. Và chúng ta còn biết được cái chất này dưới dạng là đường nho. Và nó chiếm 30% trong mật ong. Nó chiếm 30% trong mật ong. Và cái chất này không thể nào khác mà nó chính là gì? Glucose. Glucose nhá. Saccharose là đường mía. Fructose là đường nho. Mantose là đường mạch nhá. Đấy chưa? Các cháu nhớ chưa? Mình sang câu tiếp, câu số 49. Câu số 49. Đề minh họa năm 2015 số ST có công thức phân tử là C4H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường axit kiếm ít người yêu thôi. Ui rồi cái livestream như chú bình này làm gì có người yêu. Nào, câu 49 số este có trong công thức phân tử C4H8 mà khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit formic là vậy đầu của nó phải là đầu gì? HCOO. Đúng chưa? Vậy đầu tiên mình sẽ có là HCOO này. Ba thằng carbon này. Một cháu nhá. Thứ hai này, HCOO này. Đây. Cháu thứ hai nhá. Đúng chưa? Đây thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit formic. Đúng không? Vậy là mình chỉ có mấy cháu thôi. Đây là cháu số 1 và đây là cháu số 2. Chỉ có hai cháu thôi bởi vì uh, anh này anh này anh này là este no đơn chức nên chỉ có hai cháu. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án à? B. Bỏ Đấy, các cháu nhớ lưu lại để những câu rất hay thì. Chúng ta sang tiếp. Câu 50 để minh họa năm 2015. Thủy phân một triglycerides Ui cái này đứa nào học live vip của chúng mình thì nhớ ngay này Thủy phân một triglycerides X bằng dung dịch nào hát thu được hỗn hợp muối Gồm natriolat Natriolat Tỷ lệ môn tứng là 1 1 mon Và natriesterat tỷ lệ môn tứng là 2 2 mon Thế vậy vậy có nghĩa là 1 thằng 1 và 2 thằng 2 Đặt luôn là natriacetat có ký hiệu là 2 luôn Thì 1 thằng 1 và 2 thằng 2 Được chưa? Để bài hỏi là có bao nhiêu triglycerides Thỏa mãn tính chất trên có nghĩa là chỉ cần thỏa mãn thủy phân ra được. 1 thằng 1 và 2 thằng 2 thôi. Đúng không? Vậy bây giờ mình đi chơi bài xếp số. Chơi bài xếp số này thì là phù hợp với những đứa nào biết xếp hình. Đấy, đứa nào mà chưa biết xếp hình thì chui vào đây chúng mình dạy. Tác tất cả những đứa chưa biết xếp hình vào đây nhá. 1 thằng 1 và 2 thằng 2. Nào cho mình dạy xếp hình này. 1 2 2 2 1 2. 2 2 1 chung rồi. Đúng không? Vậy là mình chỉ có 1 và 2. Được chưa? Vậy mình chỉ có hai chất nhá mình chỉ có hai chất hai triglycerid thỏa mãn tính chất trên đấy đây là cái, bài này là bài dành cho những bọn biết xếp hình những bọn nào không biết xếp hình thì phải eh, ngậm tâm mà nghe hai ôi thế nhiều đứa biết xếp hình phải nhỉ dương nguyễn hình như không biết xếp hình rồi lưu trần ngọc thuật biết đúng không ai nào mình có sang câu tiếp câu số 51 câu tiếp theo câu số 51 xếp hình <laughs> Nào, mình sang câu tiếp câu số 51. Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC? Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC? PVC hay tên còn gọi khác đó là polyvinyl chlorua. Polyvinyl chlorua. Xem lần đầu của thầy. Ui, lần đầu của thầy. Thầy làm gì đã có lần đầu? Đã mất lần đầu mà xem lần đầu. Xếp hình là gì? Xếp hình là vừa nãy chúng mình dạy đấy. Nào, chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC? PVC là polyvinyl chlorua polyvinyl clorua thì đi từ vinyl clorua viết lại phương trình hôm qua vừa mới viết xong nha CHCl này nhiệt độ này áp suất này xúc tác này thì tạo thành CH2 này CHCl này đây 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 chưa vậy thì mình nhìn này là mình biết ngay là đi từ anh vinyl clorua đúng không đây này vinyl clorua đáp án đúng đáp án à xem like lần đầu <laughs> nào mình sang tiếp câu số 52 nhé 52 trong đề thi minh họa năm 2015 câu 52 trong đề thi minh họa năm 2015. Chất nào sau đây là amin bậc 2? Thế là mình lại đi ôn lại về kiến thức về amin. Đúng không? Bây giờ mình phải đi ôn lại kiến thức về amin. Thế thì những thằng nào là amin bậc 2? Thì mình nhớ amin bậc 1. Bậc 1 là RNH2. Được chưa? Được chưa? <laughs> biết xếp glu ala ala glu nhưng không biết chữ mến yêu ngài <laughs> thứ hai là r nh R1, 2 NH, R2. Đây là amin bậc 2 này. Đây bậc 2 này. Còn mực 3 là R1, N, R2, R3. Được chưa? Vậy đây mình có này. Amin bậc 2 thì nó có dạng R1, NH, R2. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Anh này lớn là amin bậc 1 nhé. Mặc dù có hai nhóm NH2 nhé. 11 giờ nhé. Thông võ nhé. Anh này là amin bậc 1 nhé. Bởi vì có một nhóm NH2 nhé. Anh này là amin bậc 3 nhé. Vậy ở đây có C là amin bậc năm à, câu 53. Cho chứ đứa nào thả thả thính cho thoải mái thả thính auto thả thính luôn để chống bị dính virus cô đơn qua. Câu 53. Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây là sai? Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây là sai? Nhớ nhá, phát biểu nào sau đây là sai? Protein có phản ứng màu biure Cái này đúng, chính xác luôn tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo sai chúng mình chỉ lấy ví dụ này thôi nếu mà tóc chúng ta cũng là protein ấy tóc chúng ta mà cũng tan trong nước tạo thành dung dịch keo thế thì mình gội đầu thế là cả cái thế giới này trở thành mẹ chọc lóc hết đúng không <laughs> thế là cái này là sai rồi b sai ok protein là những polypeptide cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu đúng thành phần phân tử của protein luôn luôn có nguyên tố nitơ đúng hello chào phạm mỹ tâm thầy quên em ngồi tại vì ít xem like đấy ít xe video live stream nữa nên làm cẩn thận không bị quên nhưng mà chưa quên tâm đâu nói vậy thôi câu này để hơi khó khó đánh dấu lại nhá tí nữa chúng ta sẽ quay trở lại câu này câu 55 khổ mỗi em thả thính không ai dính yên tâm học chú minh có con yêu hết toàn bọn gơn sinh vào học chú minh thôi cho dãy các dung dịch dung dịch không làm đổi màu quý tím này dung dịch không làm đổi màu quý tím này nào câu 55 cho dãy các dung dịch dung dịch không làm đổi màu quỳ tím này những dung dịch nào không làm đổi màu quỳ tím nào nhiều đấy chứ ứng có bao nhiêu đứa con gái đang comment này em cứ nhảy vào comment thôi comment đúng đáp án của thầy thật nhiều vào là chúng nó thấy là em học giỏi tự động chúng nó phải ép facebook của em xong hỏi bài em nhưng mà vấn đề là em phải comment bài của thầy đúng 100% phần trăm ấy hoặc là 100 câu thì chúng đúng 99 câu chỉ một câu mắt lé thôi thì là mẹ chúng nó kết ngay sau đó là thầy nhớ tên thế là suốt ngày thầy gọi tên thế là mới trở thành thiên thần học hóa đấy cần một bạn dạy hóa và làm người yêu mình luôn để kinh chưa đấy chúng nó thả thính dã man không con gái dã man lắm nào mình cho dạy các dung dịch dung dịch không làm đổi màu quỷ tím này lưu ý nhá dung dịch không làm đổi màu quỷ tím anh đầu tiên là anh acid formic acid formic thì làm quỷ tím đổi thành màu đỏ Đấy chưa làm quỷ tím đổi thành màu đỏ đỏ Ê, đây là etin amin thì làm quỷ tím đổi thành màu xanh nớt ba là amoniac làm quỷ tím đổi thành màu xanh riêng phenol là không làm đổi màu quỷ tím được chưa vậy đáp án đúng đáp án c ok sang câu 56 mươi nhá este nào sau đây có phản ứng tráng bạc lưu ý chúng mình vừa mới nói là điều kiện để xảy ra phản ứng tráng bạc điều kiện để xảy ra phản ứng tráng bạc là nó có thắng chó hoặc là nó có đầu hcoor phải đúng không đấy là điều kiện để xảy ra phản ứng trắng bạc thế thì mình có này anh này không có anh này không có anh này không có anh này có hco đúng chưa vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án à ok câu 57 nào câu 57 đúng rồi tán nhau thoải mái bây giờ là phát người yêu bây giờ sắp đến 14 tháng 2 rồi còn còn kinh kiệu làm gì nữa mau mau có đứa mà cầm tay đi mà đi chơi không khổ thân còn chống Các em biết không khi mà hôn nhau ấy thì làm sức đề kháng của cơ thể con người tăng lên luôn Uh, khi mà con người hôn nhau thì nó giống như kiểu là hai cái hệ tiêu hóa được thông với nhau hai hệ tiêu hóa được thông với nhau thế là một triệu vi khuẩn từ miệng đứa này chuyển sang một sang miệng đứa kia thế là như vậy chúng ta nhân chéo chúng ta đã có hai triệu vi khuẩn hai triệu vi khuẩn sức đề kháng tự nhiên tăng lên thế thì virus corona hay bố corona gặp phải cũng chết hết câu năm cho các chất số chất tác dụng được với NaOH trong dịch là số chất tác dụng được với NaOH trong dịch là anilin Chúng ta phải nhớ anilin là gì? C6H5 NH2 Đúng không? Anilin Đấy Không tác dụng với NH Vậy anh này có tính 3 giờ Saccharose không tan trong NH Mà chỉ làm sao? Tác dụng với axit thôi Glycine Glycine H2N R COOH Đúng không? Thì anh này có nhóm COH này Sẽ tác dụng với NH Một cháu Acid glutamic Acid glutamic Là anh này 1 2 3 4 COOH Thế thiếu mất một thằng Đây một thằng phải nhảy xuống đây C O, -o Đúng không nh 2 đây Thế lưu ý này Cháu này này Nhìn này Có phải là nó có hai nhóm COH nên nó tác dụng được với NaOH không Nhìn thấy chưa Vậy là chắc chắn cả axit của glutamic Chúng mình viết lộn đấy Thằng C phải nằm đây Nhá Chúng mình vừa viết lộn Các cháu thông cảm tí thì... Nhưng mà nói chung là sơ sơ nó vẫn trông như vậy đúng rồi, tác dụng với nào hát. vậy là mình có một chất hai chất một chất này hai chất đó là glycine và axit glutamic hai chất vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án b bỏ b bỏ b bỏ nào chúng ta tiếp tục nhá sang câu tiếp theo câu số 58 câu số 58 kết quả thí nghiệm ở của các chất kết quả thí nghiệm của các chất x y z với các thuốc thử đây này dùng năng thả thính này kèm mấy ngày này không cần giá đâu Dũng ơi em đừng ghi giá vào đây Mình chỉ cần mấy nụ hờ thôi Nhưng mà thầy chú mình cũng thông báo cho cháu Dũng biết là chú Binh là thầy giáo dạy hóa quốc dân mà Bao nhiêu năm nay đi dạy mà chưa được có phí là một nụ hờ đâu nhá <laughs> Kết quả thí nghiệm của các chất X, y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau X vào dung dịch iốt có màu xanh tím X vào dung dịch iốt có màu xanh tím Vậy chắc chắn X của chúng ta nó phải là tinh bột Đúng không? nó phải là tinh bột vậy mình có này bỏ etin format bỏ anilin được chưa y dung dịch agno 3 trong nó 3 tạo kết tủ bạc anilin làm gì có kết tủ bạc đúng không vậy nó chỉ có thể là gì etin format etin format là anh này hcoo ch 5 thì đúng là có kết tủa bạc chưa đúng chưa vậy đáp án đúng của chúng ta nhìn nốt z nước brom tạo kết tủ trắng anilin tạo kết tủ trắng chính xác luôn vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C Câu 58 Ok Xong nha Câu 59 hơi khó chúng mình đã từng giải để lại Tí nữa chúng ta quay lại cuối bởi chúng ta quay lại giải câu 59 sau Được chưa Mình sang câu 60 nè Mình sang câu 60 mươi Đấy cái bọn con trai là cái bọn mà Suốt ngày đã có người yêu rồi Vẫn còn đi giải thả thính Các em thấy không Đấy Thế nên bọn gái nó bắt buộc đi thả thính lại nhiều thôi Câu 60 Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên Cùng comment đáp án với chúng mình xem nào Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Nhá. Thế chúng ta phải nhớ polymer thiên nhiên là gì? Là chúng nó có nguồn gốc từ tự nhiên. Polymer thiên nhiên là các polymer có nguồn gốc từ tự nhiên. Vậy mình có này. Thằng nào là polymer thiên nhiên? Polystyrene là tổng hợp. Polypropylene là tổng hợp. Poly ethylene là tổng hợp chỉ có tinh bột là thiên nhiên thôi tinh bột có nguồn gốc từ tự nhiên đúng không lúa ngô khoai sắn ok thế đố các em biết tinh bột có hình dạng gì đố biết đấy đố biết tinh dạng tinh bột có hình dạng như thế nào sách giáo khoa ghi rõ rồi nhá tinh bột có hình dạng như thế nào đây chúng mình lấy ví dụ cho các cháu này hạt gạo thì hình gì củ khoai thì hình gì củ sắn thì hình gì củ tư thì hình gì à trung quy nó là hình gì đấy câu 61 Sen Đấy, đây này Trần Đỗ Trung Thành không nhớ gì luôn đây này, này. Câu 61. Sen thuộc loại polysaccharide. Sen thuộc loại polysaccharide là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật có nhiều trong gỗ, bông nón Công thức của Sen là gì? Thế chúng ta nhớ này. Công thức của Sen là gì? Chúng ta cần lưu ý. Ờ đúng rồi, bây giờ chúng mình đang chuyển sang live chưa cho nó phê. Công thức của cellulose. C6H10O 5 đúng không? Đấy, rất nhiều cháu bị dính virus cô đơn qua rồi. Rất nhiều cháu bị dính virus cô đơn qua. <cười> nào. <cười> câu số 62, đố chỗ nào nhớ comment ở đáp án câu 62 đấy. Đố các cháu comment ở đấy. <laughs> Đấy, cùng comment đáp án cùng với chú Minh để chống virus cô đơn qua nhá. Câu 62. Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom? Lưu ý là không làm mất màu dung dịch brom nhá. Không làm mất màu cơ. Nhớ kỹ cái cụm từ là không làm mất màu dung dịch brom, nhiều đứa lại không biết. Vậy mình có này, chúng ta phải nhớ là à, những thằng nào thì làm mất màu dung dịch brom. Propylen. Đây, C nối đôi C C thì làm mất màu dung dịch brom. Ethylene C nối đôi C mất bóng dịch brom. acetylen, C nối ba, C cũng làm mất dung dịch brom, cứ con liên kết bội là làm mất dung dịch brom. Vậy chỉ có thằng nào? Metan CH4 không thể làm mất bóng dịch brom. Đáp án đúng đáp án D. Câu 63. Tên gọi của chất CH3 CH ui rồi ôi cái những cái câu này dễ ẩn ơ thế này này thế mà ối đứa không biết nhá. Ối đứa không biết, ối đứa không làm được. Này chúng ta cùng xem này. Tên gọi của chất CH3COH là gì? Acid acetic. Acid acetic. Đáp án đúng đáp án. D. Câu 64. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom? Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom? Đây, chú Binh là của mình rồi. <laughs> Dân chơi thủ khoa lên tiếng. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom? điều kiện thường nhé lưu ý ở điều kiện thường đây để thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 này các cháu nhìn này vậy mình có này <laughs> benzen c6h6 không là mất màu metan ch4 không là mất màu butan c4h10 không đã mất màu ethylen c2 ch2 nối đôi ch2 làm mất màu dịch brom vậy đáp án đúng đáp án b các cháu chú ý nhá đây là cái câu này nó toàn bộ hỏi về những chất của lớp 11 con gì thế là thi trung học phổ thông quốc gia là có kiến thức lớp 11 thế nếu chúng ta mà không học lớp 11 là toang Đúng không? Đấy, cẩn thận Sang câu 65 Để đi trung học phổ thông quốc gia năm Trùng hợp etilen thì thu được polymer có tên gọi là Trùng hợp etilen thì thu được polymer có tên gọi là Thế người ta có này, etilen này CH2 nối đôi CH2, đúng không? Trùng hợp nó, nhiệt độ, áp suất, xúc tác Thì thu được CH2 CH2 Đây N lần Đúng chưa Vậy Anh này chắc chắn mình thu được là gì Etilen Etilen Thì ta thu được anh này là Poly Etilen Được chưa Vậy thì đáp án đúng chúng ta là đáp án A à, Poly Etilen các cháu nhá Và sang tiếp câu tiếp theo Câu số 66 Trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 Khi nhựa PVC cháy Sinh ra nhiều khí độc khi nhựa PVC cháy thì sinh ra nhiều khí độc. Sinh ra nhiều khí độc. Trong đó có khí X. Thế thì PVC là gì? PVC đây, polyvinyl chlorua. Nhựa PVC đây, CH2 này, CHCl này. Đây, đây là PVC. Khi cháy thì sinh ra nhiều khí độc. Thì nó sinh ra những khí gì? CO2, H2O, HCl. Đúng chưa? Biết khí X tác dụng với dung dịch AgNO3, CO2 sụp vào AgNO3 thì không có hiện tượng gì đúng không? <laughs> thu được cái tuổi trắng Vậy chắc chắn nó chỉ có thể là <laughs> HCL Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B Bỏ HCL Đấy Những cái câu hỏi về trong các đề thi trung học phổ thông quốc gia Nó thường hay gắn liền với lại hiện thực Thực tế Trong cuộc đời Các em cần chú ý học Để chúng ta gắn liền với Vừa học Chúng ta vừa phải gắn liền với lại thực tế Thì chúng ta mới nắm chắc được Nói rằng câu tiếp Câu số 67 Trong đề thi trung học phổ thông quốc gia Năm 2018 Đúng rồi Tâm chính xác Glucose là một loại monosaccharis Glucose là một loại monosaccharis Có nhiều trong quả nho chín À, chúng mình vừa nhắc xong Có nhiều trong quả nho chín này Hay là huyết thanh ngọt này Vân 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 Thì công thức phân tử của glucose là gì? Công thức phân tử của glucose C6H12O6 Đúng không? Đây C6H12O6 Đáp án đúng chúng ta là đáp án D Câu 68 đó Câu 68. Chất nào sau đây thuộc loại ancol no đơn chức mạch hở? Chất nào sau đây thuộc loại ancol no đơn chức mạch hở? Thế thì mình biết là bọn ancol no đơn chức mạch hở đấy nó như thế nào? Đầu tiên đơn chức là một nhóm OH đã. Nhìn cháu này này, hai chức vứt, nhìn cháu này này, chó không có OH vứt hai loại là hai cháu luôn. Tiếp tục nhá, no, no là phải không có nối đôi. Mình nhìn cháu này này, có nối đôi vứt nốt những cái câu từ này rất là đơn giản. Đôi khi chúng ta không cần nhớ kiến thức, chúng ta chỉ cần làm, chúng ta logic một chút thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể giải được những cái câu này. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Câu 69 đấy Câu 69. Thủy phân STX trong dung dịch NaOH. Thủy phân STX trong dung dịch NaOH. Mà yếu, là hoặc là máy của Minh tràn bộ nhớ nó có bị không ừ. cơ mà còn ít còn ít kĩ lắm nhưng bây giờ mà bà lại thì nó kém thấy hơn đấy của thế không sao. Nó xem nó đang xem giờ thế nào mà cục súc thì bạn xem lại <laughs> Hello chào các cháu không hiểu tại sao vừa nãy chú mình đang livestream tự nhiên bị ao ra tự nhiên bị thoát ra luôn không hiểu lý do gì luôn các cháu không biết chịu tự nhiên thoát ra thế là phải bật lại ngay để livestream luôn à, các cháu xem lại video livestream lại lại tường giúp chú mình nhá các cháu xem lại nhá xem lại giúp chú mình ừ tự nhiên bị ao luôn không hiểu tại sao các cháu xem lại video livestream nhá đợi một tí xíu để cho các bạn vào lại Cho chúng ta chữa tiếp. Chúng ta đang may thế, mình mới mình vừa chữa xong câu 68 rồi. Bây giờ mình sang câu 69. Thế là không có vấn đề gì cả. Đấy. Thank you các cháu đã và đang theo dõi video live stream của chú Minh à, cháu nào xem lại video live stream của chú Minh thì rất là cảm ơn các cháu luôn. Đấy, ủng hộ. Đấy, ai muốn học khóa thì inbox chú Minh chứ. Hello, chào cả nhà cả nhà đang theo dõi uh, chuỗi video live stream của chúng mình mình trăm chữa uh, 250 câu trắc nghiệm lý thuyết hóa học hay sai và những cái câu này thì được tổng hợp từ trong các đề thi trung học phổ thông quốc gia cũng như là trong các đề thi thử của các trường chuyên nổi tiếng um, ở trong cái phần mà này thì ở uh, nó được 250 câu trắc nghiệm lý thuyết hữu cơ hay thi này thì chúng mình um, được chúng mình uh, trích ra ở bên trong từ cái cuốn gọi là cuốn 2.000 câu trắc nghiệm nhá cuốn trắc nghiệm 2000 câu lý thuyết hóa học hay sai. Ok. Thank you các cháu đã xem video livestream. Đợi một tẹo nữa để lên được 100 bạn thì chúng ta bắt đầu học lại nhá. Lên 100 bạn chúng ta bắt đầu học lại. Các cháu nhớ xe lại giúp chúng mình về tường nhá. Xong rồi là tác tất cả các bạn vào để cho các bạn học lại nhá. Chứ không các bạn lại đang đi tìm chúng mình ấy, không tìm không thấy chúng mình đâu. Ok. Ok. Hello, chào Tâm. Hello. Ai giỏi hóa? Đây rồi, ok. Các bạn vào lại đủ hơn 100 rồi. Chúng ta bắt đầu học thôi. Không nói năng gì nhiều nữa Chiến tiếp Câu 69 Câu 69 Thủy phân STX Trong dung dịch NaOH Thu được C3CONA Và C2H5OH Nào hello chào Thanh Diệu Đấy những bạn nào muốn đăng ký mua sách Thì inbox với chị Thanh Diệu nhá Đây Thủy phân thu được C3CONA Và C2H5OH Vậy mình có này Anh IB này thủy phân thì thu được C2H5COONA Cộng với lại C2H5OH anh này yêu cầu là cs 3 cona cơ, bỏ. Được chưa? Anh D. Thủy phân cộng với NaOH nhá, cộng NaOH thì thu được cs 3 coona cộng với lại C2H5OH. Thỏa mãn chưa? Thỏa mãn luôn rồi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok. Sang câu 70. Câu 70. Trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. 70. Đề thi trung học phổ thông quốc gia 2018 thủy phân hoàn toàn một mon peptit mạch hở x thủy phân hoàn toàn một mon peptit mạch hở x các cháu nó vào lại đầy đủ chưa chấm ngay cho mình biết ra nào cháu nào chưa xem video livestream thì lại <laughs> sao lại em thích những buổi học không có s fan thầy không hiểu luôn lan anh nào hiểu một 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 con số cô đơn chưa mẹ cô đơn rồi chắc chắn là 14 tháng 2 chúng mình lại cô đơn câu 70 thủy phân hoàn toàn một mon peptit mạch hở x thu được hai mol gly hai mol ala và một mol valin thế thì chắc chắn anh này nó sẽ có dạng là gly hai ala hai và valin một mặt khác thủy phân không hoàn toàn x thì thu được hỗn hợp các amino acid và các peptide trong đó phải có gly ala và ui câu đầu này chúng mình dạy suốt rồi vậy bắt buộc phải có gly ala và đúng chưa vậy là còn dư một gly và dư một ala đúng không vậy đây mình coi này ba thằng này sắp xếp không theo thứ tự vậy nó sẽ là tương đương với lại ba giai thừa. Đúng chưa? Ba giai thừa chúng ta thì bằng mấy? Ba giai thừa thì bằng 1 nhân 2 nhân 3 vậy là bằng 6. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D, 6 chảo nhá. Câu tiếp theo câu số 71. Câu tiếp theo câu số 71. Câu 71. Các cháu xe lại về tường giúp chú Minh nhá, xe lại nhá. Câu 71, kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau. Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử thì được ghi ở bảng sau. À, X vào quỳ tím thì làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. X vào quỳ tím thì làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Vậy mình có này. Anilin vào quỳ, quỳ không đổi màu, bỏ. Glucose vào quỳ, quỳ không đổi màu, bỏ. Vậy, etinamin là C2H5NH2 vào quỳ làm quỳ chuyển thành màu xanh. Vậy chắc chắn là B hoặc C. Z vào nước brom tạo kết tủa trắng. Z vào nước brom mà tạo kết tủa trắng thì chúng ta lưu ý là Glucose chỉ là mất màu dung nước brom chứ không có kết tủa. Bỏ nốt. Vậy đáp án đúng đáp án B. Anilin và nước brom tạo kết tủa trắng nhá. Thế là xong, đáp án đúng đáp án B. Và sang câu tiếp, câu số 72. Chất nào sau đây có tên gọi là đường nho e ơi, trong một buổi này chúng mình nhắc đi nhắc lại về đường nho đến phải khoảng độ tầm là 3 lần rồi đúng không các cháu? chứng tỏ rằng này thì rất rất nhiều đúng không? Vậy chất nào có, sau đây có tên gọi là đường nhỏ? Lái glucose đúng không? Glucose. Đáp án đúng đáp án A. À, 72. Đúng rồi, Nguyễn Thị Nga chính xác. 73 đấy những cái đứa mà học giỏi hóa như này là chắc chắn là có khả năng cao có người yêu, có gấu đi chơi 14 tháng 2 chứ chúng mình mặc dù chúng mình học quá giỏi hóa rồi nên là không có gấu. 73. Số ST có công thức phân tử C4H8O2. Số ST có công thức phân tử là C4H8O2 là à, Thế bây giờ chúng mình có hai cách Một cách giải chậm, một cách giải nhanh Bây giờ chúng mình dạy cách giải nhanh trước Xong dạy cách giải chậm sau nhá. Cách giải chậm là cách viết đứa nào chẳng biết Nhưng cách giải nhanh của chúng mình này Phương pháp giải nhanh của chúng mình cực kỳ nổi tiếng do chúng mình nghĩ ra CO R phải <laughs> R cộng R phải bằng Đếm các bon nhá đây 4 này Bỏ 1 thì còn 3 <laughs> Mình có 0 cộng 3 bằng 0 cộng 3 này

một x 1 bằng một. Hai cộng 1 cộng 1 bằng 4 Được chưa? 4 chất Ok, thấy skin này của chúng mình kinh dị không? Thấy skin này của chúng mình dã man không? Đứa nào mà chưa biết skin này Thì nhìn xem video live stream lại về tường Chụp ảnh Ở trên tường của em Cái video mà em đã xem Inbox gửi cho chúng mình với nick Minh Mielin Chú Minh sẽ gửi cho cháu Cái bộ video mà chúng mình hướng dẫn Để chúng cháu hiểu được cái phương pháp này Phương pháp này mà không biết thì toang đấy Đáp án đúng chúng ta đã bán C còn lại dĩ nhiên đứa nào cũng biết Còn một cách nữa Viết Thôi chúng mình không viết Nhá Mình sang câu 74 Đề minh họa năm 2017 Câu 74 Đề minh họa năm 2017 Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh Hello Kiệt Các em muốn hiểu cái này thì Chụp xe video livestream lại về tường Xong rồi chụp lại ảnh video livestream đã xe Inbox gửi chú Minh Chú Minh sẽ gửi Nhá Đúng rồi, đấy, tâm vẫn nhớ này, live vip thì chả nhớ. Chưa hiểu lắm bởi vì đây là lần đầu tiên em coi em ạ. Cái này chúng mình dạy từ lâu rồi, dạy từ tháng 8 năm ngoái. 74. Polymer ăn xong bắt cơm mất luôn gốc hóa <laughs> Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Được chưa? Ờ, ở nhiệt độ thường X tạo với dung dịch iốt một hợp chất có màu xanh tím. Vậy thì chắc chắn X này của chúng ta nó là tinh bột. Ok, chính xác Phạm Dũng. Câu 75 chất mà có phản ứng màu biure là chất mà có phản ứng màu biure, biure đấy. Biure, B bi rê không thể là chất béo đúng không? Nó phải là gì? Các tripeptit trở lên, nhớ nhé. Chúng nó phải là các tripeptit trở lên. Tinh bột vứt, xác vứt. Vậy chắc chắn đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, protein. Đấy để có mấy đứa bảo hôm thi gặp này, còn gặp nhiều nữa cơ. Câu 76 câu 76 Đúng rồi Trương Lê Phát biểu nào sau đây là đúng Phát biểu nào sau đây là đúng Tất cả các amin thì đều làm quý tím ẩm chuyển thành màu xanh Tất cả đúng rồi inbox chú Nick chú Minh Nga Phát biểu nào sau đây là đúng Tất cả các amin đều làm quý tím ẩm chuyển thành màu xanh Tất cả các amin đều làm quý tím ẩm chuyển thành màu xanh Thế mình có nha những amin nào đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh sai anilin thì không làm quỳ tím ẩm đổi màu đúng không sai do anilin thì không làm quỳ tím chuyển màu bỏ ở nhiệt độ thường tất cả các amin đều tan nhiều trong nước ở nhiệt độ thường tất cả các amin đều tan nhiều trong nước sai anilin không tan trong nước lạnh chỉ tan trong nước nóng chỉ tan ít trong nước nóng rồi à, c để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin có thể dùng dung dịch hcl hoàn toàn chính xác anilin C6H5 NH2 cộng với HCl để tạo thành C6H5 NH3Cl đúng là để rửa sạch thì dùng dung dịch HCl đúng. Vậy C chúng ta là đáp án đúng nhá. xây Các amin đều không độc được sử dụng cho chế biến thực phẩm. Sai. Ai đâu đi ăn uống anilin giờ tèo hết đúng không? Câu 77. Cái này anilin chắc phải cho corona ăn. Corona ăn anilin chắc corona sẽ sống câu 77, cho các chất sau dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch naoh và dung dịch hcl là cho các chất sau dãy gồm các chất đều tác dụng được dung dịch naoh và dung dịch hcl là có nghĩa là đây mình có này cooh tác dụng với naoh này nah hai tác dụng với hcl này vậy x có được chưa mình có này thằng z là không nhìn đâu thằng này chỉ tác dụng với hcl không tác dụng với naoh được chưa vậy là z không có vậy cứ đáp án nào có z là bỏ bỏ này Bỏ này Bỏ này Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B Bỏ Ui các cháu đi ăn cơm hết rồi Bỏ lại chúng mình một mình rồi 78 để lại tẹo nữa dài nhá 78 để lại tẹo nữa dài Đây 78 dài lắm 78 dài lắm Đứa nào chưa đói Chấm cái xem nào Ai à đâu đứa nào đói rồi Mà quý chúng mình vẫn chưa đi ăn cơm Chấm cái xem nào Quên mất Chứ thực ra làm gì có đứa nào bây giờ chưa đói Chúng mình còn đói nữa Câu 79 Kết quả của thí nghiệm các dung dịch X, I, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, I, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau. Đây, mình có T vào quỳ tím thì làm quỳ tím chuyển màu xanh. Vậy mình có rozo không làm quỳ tím đổi màu? vượt sac không, đúng chưa? Anilin không làm quỳ tím đổi màu. À, thì... Mặt lé rồi, đây đây mặt lé rồi đây này T cơ mà, T là chất cuối cùng cơ mà, đúng không? X, I, Z, T là chất cuối cùng này. Etinamin làm quỷ tím đổi màu Đấy Tí chết luôn Tí toang Đói quá này nhục vậy đấy Thằng này làm quỷ tím màu xanh Glucose không làm quỷ tím đổi màu xanh Bỏ Anilin không làm quỷ tím đổi màu Bỏ Vậy là bỏ C bỏ D Tí chết Đúng không Z Vào nước Brom có kết tuổi trắng Anilin vào nước Brom thì Có kết tuổi trắng Chứ còn Glucose thì không có kết tuổi trắng Vậy bỏ B Đáp án đúng đáp án A à. câu 80 câu 80 Polymer nào <laughs> sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? <laughs> Polymer nào sau đây? Các cháu nhớ nhá, cứ 11 giờ 00 phút hàng ngày lên coi chúng mình dạy lại like. nhá. Học like cùng chúng mình. Cùng chúng mình. Ok. Polymer nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? polyvinyl chloride này mình viết nhiều lắm rồi CH2 đối đôi, CHCl nhiệt độ áp suất xúc tác thì tạo thành CH2 CHCl N lần đúng chưa vậy tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp là B ok vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò bây giờ chúng ta quay trở lại giải mấy câu khó khó khủng khủng đúng không đầu tiên là một cái chúng ta để lại hai câu câu Đầu tiên là câu số Câu đầu tiên là câu số đâu rồi? Câu đầu tiên là câu số 54. và để lại 3 câu chứ. Câu đầu tiên câu số 54 chúng mình đánh dấu đây. Rồi chúng ta đi cày lại câu 54 xem nào. 54 nhá. Cho hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử c 6 h 10 o 5 không có nhóm CH2 tác dụng với nahco 3 hoặc NaOH thì số mol sinh ra luôn bằng số mol A phản ứng. Được chưa? A và các sản phẩm BD tham gia theo phản ứng phương trình hóa học sau. Được chưa? Đây muốn 8 cộng hóa thì học trung minh. Đấy, phản ứng theo phương trình hóa học sau. Bây giờ nhìn này, giờ đầu tiên này, hợp chất hữu cơ A này. Đúng không? Ra số mol khí sinh ra luôn bằng số mol A phản ứng. Được chưa? Thế bây giờ đề bài hỏi là tên gọi của E mới nhục. Tên gọi của E mới nhục. Thế rồi chúng có nhá, Mình có này axit acrylic đây. OH. Thằng này tác dụng với NaHCO3 thì sinh ra số mol CO2 chính bằng số mol thằng axit. Nhưng tác dụng với natri thì số mol hydro sinh ra không thể bằng số mol axit được nên bỏ luôn thằng này. Không thể. Và tương tự axit propionic cũng bỏ luôn. Bởi vì không phải. Đây, axit propionic cũng bỏ luôn. Bởi vì thằng này cho tác dụng với NaHCO3 thì sinh ra số mol CO2 chính bằng số mol axit. Nhưng mà tác dụng với Na thì chỉ sinh ra bằng 1/2 thôi. Được chưa? Bỏ nốt. Và mình xem nhá acid 2 hirosin propanoic xem nào. Acid 2 hirosin propanoic. Đây. Acid 2 hirosin đây. Được chưa? Thế thì ở đây mình có này. À, thằng này tác dụng với NaOHCO3 thì sinh ra số mol CO2 chính bằng số mol axit. Tác dụng với Na thì đây, sinh ra 1 phần sinh ra 1 H2 cũng chính bằng số mol khí luôn. Được. Acid 3 hirosin propanoic xem. Acid 3 hirosin. Đây. 3 Thế ta nhìn nhá, anh này có nhóm CH2. Mà trong khi đó đề bài yêu cầu chúng ta là là gì? Đây này, không có nhóm CH2. Đúng không? Chất hữu cơ A không có nhóm CH2 cơ mà. Đúng chưa? Nhưng mà đây không phải chất A. Đúng không? Đây chất hữu cơ này. Đây đề bài hỏi là tên gọi chất E cơ mà. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Đây đề bài hỏi chúng ta là tên gọi chất E chứ không phải là chất A, chất A nó khác. <laughs> cẩn thận không bị lừa nhá. Cẩn thận không bị lừa. Thế là mình không được quyền loại hàng này đâu không được quyền loại hàng này đâu. lại các cháu mày cứ thế mà đầm đầu theo làm mắt lé. Đây thì bài hỏi là tên gọi của e. Còn đây thì bài cho là a cơ mà. khác nhau hoàn toàn luôn. khác nhau hoàn toàn luôn. Thế vậy bây giờ chúng ta phải đi xây dựng lại. nhá. Thằng a thì tác dụng được với nhhcl 3 và tác dụng với Na vậy thì chứng tỏ một điều rằng thằng a nó phải có nhóm coh và thằng a nó cũng phải có nhóm oh đúng chưa? Thằng A nó vừa phải có nhóm COH và thằng A nó lại vừa phải có nhóm OH mà lại còn không có nhóm c 2 Được chưa? A và các sản phẩm BD <laughs> mình có này. B này của thằng A ăn được hai áo OH để tạo thành 2 thằng hai thằng C. Đúng, chính xác đấy, mắt lé chưa? Đấy, rất nhiều đứa toang khi làm những câu này bởi vì một lý do cực kỳ đơn giản là do mắt của em bị lé. <laughs> Đây mình có nhé. Đây, COO. Được chưa? Thằng A tác dụng là nó phải có COOH rồi. Đây chúng mình xây dựng lại bằng cái tờ giấy khác cho nó xịn sò hơn Đây các cháu 100k Úi Khóa live VIP của chúng mình có 250k Mà đứa này kèm Đòi kèm một tuần hết 100k Thế thì thà học live VIP của chúng mình còn hơn Học live VIP học đến tận lúc thì COOH Không có xe 2 Đúng không? Không có xe 2 nhá Nhưng chắc chắn phải có nhóm OH C-O-O Đây nó cho mình xây dựng đây Nhìn xem nào C6 1, 2, 3 rồi C3H. C3 H C3 thì H mấy C3 H7 C3 H7 Xem cộng vào hero đủ chưa Đây là CH này Đủ rồi Đây nhá Giả sử nó là chất này Thì đúng là nó không có nhóm CH2 đúng không Đúng là nó Tối nay tối nay là thầy like cho live VIP nhá thì đúng là tác dụng với Na HCO3 cho là số mol CO2 chính bằng số mol A à, đúng không? Tác dụng với natri thì sinh ra số mol hydro cũng đúng bằng luôn. Được chưa? Bây giờ thằng này tác dụng với thằng này thủy phân sinh ra nước A à, đúng rồi. Đây, este hóa đúng không? A ăn 2 Na đây đúng A ăn 2 Na được thành hai này. Cộng Na thì thu được uh, à, COONA nhưng mà xem ổn không nhá c o, -o -n -a này à, ch o h này c o o -n -a. đúng không nhưng mà lưu ý này ra được 2 d cơ ở đây không ra được 2 d thế là loại đúng không ở đây chỉ ra được một loại không phải cháu này lại không phải cháu này vậy mình nghĩ này đến một cháu khác <laughs> thử cháu này xem nhá à, h c o o này c này không có nhóm CS2 không có nhóm CO2 thì hơi khó nhỉ CH3 thì đây là CH2 không có nhóm xe 2 CH3 này COO này 1 2 này. 1 cháu 2 cháu này à, 3 cháu 4 cháu nhưng nó phải không có nhóm xe 2 cơ không có nhóm xe thai Phân tích xem nào, anh này C6H10 vậy là nó có mấy pi? Phải phân tích lại, thằng này có 2 pi. 2 pi vậy là hai nhóm CO. Mà tác dụng được với NaHC3 vì nó phải có COH rồi. COH đầu nít COH. C này. 1, đây là CH3. Nếu mà thêm thằng này là CH2, thế để OH đây đi. À không, để O đây. Nhưng không được. Ừ, ờ, để O đây được. OO COO. Đấy, ra được một cháu này. Thế mới được có 3. Mới được có 3. Mới được có 3 carbon mà đây tận 6 carbon. C3H thì cũng không ổn nhỉ. Đây là ra được B cộng nước. Còn thiếu một nhóm OH nữa. Còn thiếu một nhóm OH. C C Ơ. Câu này hơi lạ, để lại tí nữa nhá, tí nữa chúng mình sẽ quay lại câu này. Tự nhiên thấy là lạ câu này. Tẹo nó chúng mình sẽ giải lại Con này chúng mình giải rồi nhưng mà tự nhiên quên quên cách giải Có 59 nha Cho sơ đồ phản ứng sau Cho sơ đồ phản ứng sau theo đúng tỷ lệ mon X là hợp chất hữu cơ Có công thức phân tử Các phân tử khối của X5 là Được chưa Vậy mình có này <laughs> Polyethylene terephthalate Chúng ta phải gạch chân thằng này Được chưa Các buổi trưa 11 giờ nhá Polyethylene terephthalate Vậy nó sẽ đi từ axit terephthalic và thằng ethylene glucose. Vậy mình có này. À, uh, ethylene C2H4OH tất cả hai lần cộng axit terephthalic COO C6H4COOH. Được chưa? Mình có do có x1 cộng 24 để tạo thành x3. Vậy điều này chứng tỏ x3 chúng ta là axit terephthalic C C6 H4 COO H2 Công thức của nó là C8 H4 cộng 2 là H6 O4. Vậy đây đây mình đi bảo toàn mình có này C8 thì anh này sẽ là C8. H6 trừ đi 2 thì còn là H4. O4. Đúng không? Góc S4 góc F4 vứt đi mà. Na2. Đây là X1. C8H4O4Na2. C8H4O4 NA2. Được chưa? Tiếp tục nhá. Mình sang đến thằng X2. Mình sang thằng X2. X2 chưa biết, nhưng thằng X mình biết rồi. C9H8O4. C9H8O4. Bây giờ mình đi bảo toàn. 9. Được chưa? Trừ đi 8. Vậy thằng này chỉ còn 1C. H8 cộng với 2 là H10. H10 trừ đi 4. H10 trừ 4 còn H6. H6 trừ đi 2 thì còn là H4. O4 cộng với 2 là O6. O6 trừ đi 4 thì còn O2. O2 trừ đi 1 thì còn O. CH4O. Vậy X2 chúng ta là CH3OH. Đúng không? 2 lần CH3OH. X3 chúng ta là C8H6O4. C8H6O4. Cộng với nhau thì ra X5. Vậy đến đây mình đi bảo toàn là mình ra. Mình bảo toàn theo kiểu phân tử khối các em. Mình bảo toàn theo phân tử khối các em mình có này 12 x 8 cộng 6 cộng 16 x 4 cộng 2 nhân với 32 bằng 230 trừ đi 2 lần nước 2 x 18 bằng 194 194 vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án à ok đấy nhá một câu vận dụng cao luôn sang câu tiếp xong tí nó vòng lại cái câu đầu kia <laughs> câu 78 đề minh họa năm 2017 cũng tương tự nhá. 78 đề minh họa năm 2017 cũng tương tự ta có này. Đấy, chúng ta phải bắt được một cái phương trình mấu chốt. C8H14O4. C8H14O4. Đây, mình có này x3 cộng x 4 bằng ni lông 6,6. Vậy mình có này. À, ni lông 6,6 thì đi từ hexamethylenediamine và axit adipic. Hexamethylenediamine. 3 4, 5, 6 Được chưa? Và axit adipic Đây HOOC 1, 2, 3, 4, 5, 6 OOH Ok Đấy nha Thế mình thấy này Do X1 cũng 24 để tạo thành X3 Vậy X3 chắc chắn là axit adipic Được chưa Vậy axit adipic chúng ta phải viết ngón ngắn gọn lại HOOC này CH2 này. Tất cả 4 lần này. COH. Hai công thức phân tử của nó là C6 H 8 cộng 2 H10 O 4 Được chưa? Vậy bảo toàn nhé. Bảo toàn carbon này. C6 Hydro H10 2 H8 Oxy SO4 n 4 dưỡng nguyên O4 Được chưa? Na2 được chưa? Vậy x1 chúng ta là C6H8O4 Na2. Nước C8H14O4 bây giờ mình đi bảo toàn nhá. C8 trừ đi C6 để còn C2. H14 cộng chỗ này phải ăn 2 rồi. Cộng 2 hydro để bằng H16, H16 trừ 8 để còn H8, trừ 2 để còn H6. O4 cộng 2 là O6, O6 trừ đi 4 thì còn O2, O2 trừ đi 1 thì còn O. Vậy X2. Ờ. Xong rồi. <laughs> X2, X3, X4 đều có mạch carbon không phân nhánh. Đúng. Nhiệt độ sôi của X2, C6, caproanoic acid acetic. Sai. Đúng không? Nhiệt độ sôi của X2. X2 cao hơn axit acid acetic. Không được bởi vì đó đây là nhiệt độ sôi của ancol, ancol thì không thể mà cao hơn axit được. Vậy sai là B này. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển thành máu. Hồng. X4 có thể làm quỳ tím chuyển thành máu. Hồng. Chúng ta xem nhá. X4 có thể làm quỳ tím chuyển thành màu hồng không? Đây là X3. Đúng không? Đây là X3 thì X4 chúng ta là hexamethylenediamin. Thì quỳ tím chuyển thành màu xanh chứ không phải màu hồng. Bỏ tiếp. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1. Sai x3 là thấp hơn x1 vì x1 là muối, x3 chỉ là axit thôi, muối luôn luôn nhiệt độ nóng chạy cao hơn. Được chưa? Sai tiếp. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À. Được chưa? Chúng ta quay trở lại câu cuối cùng nhá. Câu này khả năng cao là câu khó nhất đấy. <laughs> câu 54. Cho các chất hữu cơ A, à, thế này chúng ta đi ngược lại thôi. Chúng ta đi ngược lại cho dễ nhá. À, thằng này tác dụng với HCl để ra E thì chắc chắn nó phải là đầu axit rồi. Thằng D Vậy nó phải tạo được hai thằng D hai thằng D vậy thì nó phải có ba carbon đúng chưa ba carbon mà lại có hai liên kết pi và thằng B này chắc chắn là thằng B mà cộng với NaOH đi D là muối đúng không B này khả năng cao là B này là axit này đúng chưa B này là axit D này vẫn là tạo thành D vậy là A và B đều ăn hai NaOH và đều tạo thành D vậy B này của chúng ta là axit còn A này chúng ta phải là đầu ST đúng chưa đây sản phẩm B A chuyển thành B cộng nước A chuyển thành B cộng nước vậy thì khả năng cao ở bên trong thằng A xảy ra phản ứng trùng ngưng. Vậy A của chúng ta bắt buộc phải có một nhóm OH và một nhóm COH. Đây, một nhóm COH và một nhóm OH ở bên trong thằng A. Và A khả năng cao của chúng ta nó cũng phải là một thằng ST. Đúng không? Bởi vì là như thế nó mới đủ là O5. Được chưa? Như thế nó mới đủ là O5. Nha. Người ta ăn thầy mình. <laughs> một. Không có nhóm CH2 cái cái câu khó nhất ở đây là nó không có nhóm CO2 Nó không cho ta có nhóm CH2 Thế mới đau đớn, đúng không? Đau đớn và tủ nhục là vấn đề là không có nhóm CH2 Chúng ta thử nhá Chúng ta thử này C này Đây OH nằm đây đi Thì là sẽ triệt tiêu được nhóm CH2 Đúng không? Thì đây nó sẽ là uh, C Đây là một carbon nằm ngoài rồi Vậy ta sẽ có một thằng này nữa nối ở đây nữa là uh, C Hai thằng nối giống nhau Xong C OH đính đây sau đó xây tiếp theo đủ C6. Và một nhóm OH nằm đây. Đây, chất này thầy vừa. Được chưa? Vậy mình có này, anh này nhá vẫn thỏa mãn này, anh A này vẫn thỏa mãn tác dụng với NaHCO3 thì ăn được à, nhưng mà không thỏa mãn ăn với NaOH. À được, bỏ một carbon đi. Bỏ một OH đi. Đúng không? Đây anh này nhá tác dụng với lại thằng NaHCO3 thì sinh ra một số mol khí chính bằng số mol X này. Tác dụng với natri thì sinh ra được. Đây, số mol khí cũng bằng số mol X. Đấy, vậy mình thử thằng này nhá. <laughs> Tiếp tục Ta có À thế thì khả năng cao nhóm H phải nằm cuối Đây Đây là chính là A Tại sao? nó cho mình viết nhá Tại sao thằng A lại thằng này? Chúng mình viết ngược lại cho chúng ta nhìn H, O này C này C này Nhưng mà nó không có nhóm CH2 À đây Không nhóm CH2 thì đây OH phải nằm đây OH phải nằm đây Đây rồi Ra chất đây rồi Chất đây đây nhá C C này OH này C, O, O này C này C 3 carbon Thế thì phải mua một thằng C nằm ở dưới Đây Nó phải là thằng này C nằm đây Xong rồi C, O, O, H Đấy Đây Chính là chất chúng ta cần tìm H3 H3 À, tác dụng với NaHCO3 hoặc natri thì đều sinh ra Số mol khí luôn bằng số mol A Đúng nhá à, Bây giờ A Tạo thành B cộng nước Được Bởi vì thằng này là à... Được chưa Bây giờ A cộng 2 N A hoát Thì tạo thành 2D Đây thằng A này đúng là cộng 2 N A hoát luôn Đây Cộng 2 N Thì tạo thành 2D chuẩn luôn H3C này C này OH này COONA Và chất này cũng vậy Được chưa Vậy Mình có này Cuối cùng này Thằng D của chúng ta cộng với HCl Cộng HCl mà sinh ra E Vậy chắc chắn thằng riêng ta là H3C này C này COOH này Đúng không? Nhóm H nằm giữa 1, 2, 3 Anh này là gì? 1, 2, 3 Đúng không? 1, 2, 3 vậy nó là gì? Acid Đúng không? 2 hyrosin Propanoic Acid 2 hyrosin Propanoic Ok Đấy nhá Đáp án đúng chúng ta là đáp án B Ok, buổi live stream của chúng mình hôm nay tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các cháu vào 11 giờ buổi trưa ngày mai. Tiếp nối chúng ta giải quyết tiếp 40 câu tiếp theo của phần 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai. Bye bye, chào tạm biệt các em. Những em nào mà muốn đăng ký mua sách của thầy thì hoàn toàn là inbox cho chị Thanh Dịu nha.